Đây, này đi. Với em cũng có gọi mẹ em được đó nha. Có gọi. Sao điện thoại không gài, Hằng gọi Quyền không được à, hồi sáng giờ mới gọi không được thôi nè. Không, không, dạ. Không, biết không biết chị Hằng, em gọi sao nó giống như là nó bị nó hỏi password là sao chị Hằng? Đâu rồi? Yes, ow. Ban đêm có điện hả? Ban đêm đâu có điện. Dạ. Dạ không có, nhưng mà hôm qua thằng bạn nó bên đây nè. Nó kéo nó mới kéo cho. Xài có bóng đèn à. Chị Hằng. Quạt là sao ta? Bấm ví dụ giờ em gọi, giờ chị Hằng gọi thử đi, chị Hằng gọi thử ra đây. Rồi giờ bấm cho Hằng ha. Chị Hằng mà bấm cái phone nó là xong, chị Hằng có lock có số chị Hằng sẵn. Chỗ gọi rồi. Đây nè. Cái số chị Hằng. Đang gọi á. Nè vô rồi nè. Chị Quyên nè. Qua không? Chị Hằng bắt Quyên có lên không? Nè ha, nghe nè. Hello? Nghe đi. Hello? Hello? Dạ. Đó, có rồi đó. Có rồi đó. Yeah. Mà mấy bữa nay em gọi không có được á. Chắc hết pin hả? Dạ mấy bữa nay gì nó hết pin, còn sáng giờ nó mới bị slot nè, em gọi thử không được. Vậy đó. Bây giờ gọi được rồi đó. Dạ. Hình như chị Quyên có cài cái Zalo phải không? Dạ. Cài cái Zalo là gọi Việt Nam không có tốn tiền á. Dạ. Nó có cái internet này luôn á. Ừ. Nó có internet luôn, chị gọi Việt Nam được luôn á. Dạ. Dạ. Thì khi nào mình gọi Việt Nam á, mình hết xài cái Zalo. Dạ. Còn đặng cho mình còn giữ cái internet nó nhiều á. Rồi khi nào mình gọi người ta ở đây thì mình gọi bằng phone thường được rồi. Dạ. Dạ. Uh-huh. Mẹ mừng quá chừng luôn. Ồ vậy đó hả? Dạ. Rồi. Thôi cũng sắp Tết rồi hả chị Hằng? Ừ, sắp Tết rồi. Tết tới nơi rồi nè, bữa nay Hằng đi cho quà Tết cho nên á. Đi vòng vòng qua suối bển kiếm chị Quyền. Dạ. Mà kiếm không có. Rồi ở đây á thì chị Quyền có chút tiền của... Ở đây là cái phần... Tại vì á, có một... một cái một em này tên gì quên rồi, nhưng mà nhớ tên là anh Đức. À, với bà xã có gửi mấy cái áo dài đồ này kia đó thì cho mấy chị em. Dạ. Để mà chia nhau ra để mình mặc Tết hay gì đó. Nhưng mà hôm nay tại đi phát đồ ăn thành ra Hằng không có xách mấy cái quần áo theo. Thì để coi được bữa nào nè Hằng xách xuống rồi hẹn cái ngày đi đó. Hằng dẫn mấy chị em đi chùa luôn để mình, nhưng mà chị đạo thì mình đi chơi thôi, đi nhà thờ cũng được, mình nói đi chung là được. Em đã đi đạo nhưng mà giống như là em cũng không có đi lâu rồi đó chị Hằng. Dạ. Rồi, vậy cũng không phải ngoan lắm đâu. Dạ. Rồi xong rồi thì mình đi chơi cho có không khí Tết, chụp dạ. Hình rồi vậy đó. Dạ. Rồi ở đây thì Hằng có cái tiền này của một chị và một anh gửi cho chị Quyền. Một chị và một anh. À, đây là cái lì xì này của Hội đồng Hương Phú Quốc, 40 đồng. Dạ. Cái này là hồi sáng nay là Hằng đi phát cho hết tất cả các anh em vô gia cư. Dạ. Của Hội đồng Hương Phú Quốc ủng hộ cho mấy anh em vô gia cư trong cái ngày Tết được 40 đồng ha. Dạ. Tất cả mọi người đều được 40. Rồi với lại ở đây có anh Hoàng ở dưới lót, anh Hoàng này là ảnh lái xe 18 bánh, ảnh cho chị Quyền 100. Với lại chị Song Thủy ở North Carolina cho chị Quyền 100 nữa. Thì ở đây chị Quyền có 200. Rồi chị, dạ, Quyền nhận 200 rồi gửi lời cảm ơn anh Hoàng và chị Song Thủy. Dạ. Cho em gửi lời cảm ơn anh Hoàng và chị Song Thủy. Dạ. Ok. Rồi. Vậy sáng giờ đi đâu? Dạ em đi lượm. Đi lượm? Dạ. Đi lượm được có chưa? Có, dạ có, em giờ em chắc qua đây. Vậy hả? Vậy đó, có tiền rồi, để dành ha. Để, dạ, để người ta biết. Vì sao em đi lãnh phút á, lãnh cái đồ ăn trên trường học này. Lãnh đồ ăn á hả? Dạ. Yeah. Rồi cái này á, đây là cái liều này, thật ra là cái nhà của chị, dạ, Quyền ở bên đây. Chị Hằng muốn gọi trong không? Gọi, chị gọi. Đây là cái nhà của chị Quyền ở riêng bên đây, còn lâu nay á thì Hằng đi qua bên chỗ kia đó. Thì là không phải cái nhà của chị Quyền, mà chị Quyền ở chung với mấy người bạn. Còn đây là cái nhà của chị Quyền. Ủa cái này hồi nào vậy, ai chia cho vậy? Anh Thành hả? Anh Thành. Anh Thành đem về, anh Thành chia cho chị Quyền nè. Em vậy... chiên giùm cho anh ăn á. Ờ chiên rồi hả? Dạ. Vậy có một đòn nữa đó, rồi chứ chị chiên nhau hai anh em ăn ha. Dạ. Anh Thành ở gần chị Quyền thì cũng đỡ nè, cái hai anh em. Đó anh Thành bên đó chị. Ờ anh Thành ở bên đó, thằng biết bên anh Thành.
Thì đây là cái nhà của chị Quyền, cũng gần mấy cái bờ tre khóm chút nè. Ở dưới thì dòng suối nó chảy ghi gào nè. Đó. Hồi đó nó có cái cầu đi qua chị hả? Ờ, có cầu đi qua. Mà như chỗ này mình vẫn gãy à? Gãy rồi. Dạ. Rồi mình leo xuống đây ghê chết đi. Dạ không, hồi đó nó có mình đi đàng hoàng cầu được. Cầu trên này luôn đi đàng hoàng được luôn hả? Dạ, nó có cái cây mà vừa nó gãy ngang rồi. Ở gần đây có anh Thành cũng đỡ, hai anh em cũng đỡ sợ ha. Dạ. Gần nhà có nhà của anh Thành kế bên. Thì cái nhà này chị ở về đây thấy có mấy cái bờ tre vừa hổm thấy rồi, nó thấy thích quá. Có mấy bờ tre khấm chút nè. Dạ. Tôi đi vô nhà coi. Nhà có đèn pin không? Dạ không. Ờ, có đèn pin hả? Dạ, em có cái thường. Okay. À. Không có điện, bữa tối không có điện hả? Dạ. Tối không có, tối thì có điện, có cái bóng đèn nè. Ờ, có bóng đèn nhưng mà kéo bên kia người ta cho xài ké đúng không? Dạ đúng. Cũng được. Dạ, bên kia cũng câu dây qua. Ừ. Em xài có bóng đèn à? Dạ. Dạ. Ừ, lúc này không ở bên kia nữa, qua bên đây thường hơn hả? Dạ, tại lúc hổm thì cũng qua phụ ghi, rửa dẹp làm bển á. Bên nay sao mình về bên đây ở? Ờ, là chỗ riêng ở đây, mền đủ ấm không vậy? Dạ có cũng được thôi chị, hổm có nhiều mà giờ hết rồi mới dọn lại á. Vậy hả? Dạ. Vậy có đi theo Hoàng Gia Xe có mền mới ngoại. Tại mền dạ. Này cũng hồi sáng của các anh chị gửi cho đó, thằng có dạ. Chừa phần lại cho chị Quyền. Dạ. Bữa nay thì trên xe đi chất đồ ăn không có không có đem quần áo, không dạ. Có đem mền. Quần áo thì cũng được. Mền đó thì có. Dạ. Vậy để bữa khác đi, rồi ngày nào đó thằng vô thằng đem mấy cái quần áo đồ này kia. Dạ. Rồi cái mình có quần áo rồi cái có cái miếng mền nữa thì chị trả cho dạ. Làm cái giống như cái ga nệm á. Chị Hằng có cái có chảo hay nồi cựa cho em chẳng? Có. Bây giờ chị dọn về bên đây luôn phải không? Muốn dạ. Tìm qua đây đúng không? Dạ. Muốn tìm qua đây thì để về Hằng lấy mấy cái đồ. Có thể là nếu ngày mai đi. Ngày mai đó Hằng vô, có thể Hằng vô Hằng hớt tóc cho anh Hoàng. Rồi xong rồi Hằng ghé đây chị Hằng đưa đồ luôn. Dạ. Ha. Dạ. Chị muốn chảo nấu ăn đúng không? Dạ. Chảo với nồi rồi ha. Dạ. Ừ, rồi để Hằng lấy cái chảo nồi rồi lấy thêm cái gì đó. Lấy thêm cái gì mà nếu chị Quyền thiếu á. Để chị về Hằng cho chị Quyền cái đèn. Cái đèn này ban ngày á nó cũng bự lắm, vì đèn đem ra ngoài nắng á. Dạ. Nếu mình có đi lượm xe cầu mình cũng xách nó theo. Dạ. Xách nó theo để mình lấy cái ánh nắng mặt trời xong về tối nó sáng hực cả nhà luôn. Ha. Để ngày mai đi, có gì rồi Hằng lấy vô cho chị Quyền. Dạ. À. Dạ. Đó, mền không có đó mền loại này không mỏng mỏng vậy đâu dạ. Có đủ ấm đâu, lạnh lắm. Hồi ra xe lấy thêm cái dạ. Tại ngoài xe có hồi sáng đi cho mấy mền mới đó. Rồi quần áo rồi ở đây hả? Dạ. Để vậy hả? Cái này thì em mới đi chở về mà cũng qua dọn chở dạ em chở bánh về. À. Đồ em giặt á, em phơi á, em chở về. Rồi sữa uống để về thôi không vậy? Dạ không hư đâu mà chị. Cũng lạnh cũng đỡ không sao. Dạ. Chứ mới lạnh thì sáng thôi à. À mới lạnh dạ chứ uống xong cũng hết giờ à. Để chồng gái với thầy cái phone đó của ai vậy dạ cái đó của ai vậy? Cái nào đó chị ở dưới đó kìa ờ cái anh Thành anh chạc em để đó anh nãy qua chơi anh để đó ừ. Dạ cái này đồ ăn đi lãnh về dạ hồi sáng đi lãnh đó chị Hằng dạ đi lãnh thì chở về hả chị Quyền dạ trường học ngay trên đường này chị Hằng ờ rồi xong rồi đạp chở chiếc xe đạp về dạ à, đi xe đạp còn cho vô trước dạ còn ai cũng đi xe hơi chị Hằng ai cũng đi xe hơi thì sắp hàng ở ngoài lề đường á sắp hàng ngoài lề đường dạ cái này mình đi xe đạp mình đi vô mình lấy dạ cái này vậy mưa nó có thấm vô không cái này mưa thấm không dạ không ở trên vậy nó cái miếng bạc đó nó có mục hết không dạ không ở trên nó mới hơn dạ không bây giờ để ngày mai nếu Hằng vô Hằng đưa cho chị Quyền một miếng bự nữa chị Quyền nhờ anh Thành phủ hết nhờ dạ. Anh Thành phủ ở đó có hả thì anh Thành anh đem vô một tấm cho em nè tấm nó nhỏ lắm dạ Hằng có cái tấm bự lắm bự dạ. Phủ hết cả cái liều này á thì Hằng đưa cho chị Quyền tấm kia nhờ anh Thành ổng phủ lên giùm ha để nhiều khi mấy ngày nữa nó mưa lớn á nó mưa lớn lên á mà lỡ nó có dột rồi đó nó lạnh lắm dạ mà mình phủ bằng cái tấm kia đó nó đầy đủ thì nó ấm hơn dạ dạ
Còn mưa nữa hết chứ hả? Còn mưa, cũng còn mưa lai lai á, chưa hết đâu. Dạ, cũng ok. Dạ. Chỗ chị ở thì nó cũng kín rồi ha. Dạ. Nó cũng kín đáo. Em tính cái này thì mình đậy chặt lại như này nó không có bị cái gì vô á gì. Rồi để ăn từ từ hả? Dạ. Để nấu ăn mỗi ngày. Dạ. Nếu mà thực sự ra mà cho này mình đảnh thì ăn cũng đủ vậy. Ờ, mình dư ăn dạ. Đủ với có gạo nữa. Dạ chỉ mình mua gạo thôi hoặc là mình ăn gạo của người dạ, ta cho. Em gạo cho. Có dạ. Gạo người ta cho nữa nè. Thì đó gạo người ta cho vậy nè chị Hằng. Nhưng mà lâu lâu mình mua mình mua mình trộn vô gạo trắng á. Ờ trộn vô với gạo trắng. Có gạo người ta cho ở nhà có gạo trắng thôi. Dạ. Không nhưng mà ăn cái brown rice này good lắm nha. Gạo lứt ăn good nha. Nó không bị nó không bị đường. Dạ. Nó không bị đường. Tốt. Bữa em lượm nguyên một thùng luôn, xong dạ. Em qua em cho nhỏ mỡ em. Ờ nó ăn. Dạ nó ăn. Nó thích đây ăn. Có xôi đó chị ơi. Dạ. Có xôi mặn ở trong đây nè ha. Dạ. Nó chịu lấy ra cho anh Thành ăn với hình như trong đây hai hộp xôi á. Dạ. Với cái chả lụa nữa. Lấy chả lụa các ăn. Dạ. Ăn chả lụa với xôi hoặc là mình ăn chả lụa với bánh tét rồi đó. Nhưng mà bánh tét này mình chiên lên thì ngon ha. Có dầu không? Dạ, dạ chưa. Chưa mua dầu ăn hả? Dạ, chị nhắc em nhớ chút nữa xíu nữa em đi mua luôn. À. Cảm ơn chị Hằng. Dạ. Em chiên dầu với lại lấy chảo ha. Dạ. Giờ nó chưa có bỏ gạo vô hả? Dạ chưa, giờ trời nó chín em mới bỏ gạo. Ờ, coi như luộc thôi hả? Phải hết bọt đi Quyền ơi. Dạ thì đó em đang làm. Bọt đi rồi bỏ thêm cái gì á? Dạ. Dì Quyền bỏ thêm nước đi. Dạ. Bỏ thêm nước hả chị? Ừ, nó ít nước lắm, mình nấu cháo mình bỏ thêm á. Chứ nó mềm rồi đó, có thể gạo là mình bỏ chung với thịt luôn. Dạ. Ừ. Vậy là bây giờ mình bỏ gạo được hả chị Hằng? Ừ, mình vô gạo mình bỏ vô được rồi đó. Ủa rồi đi lấy nước đi đâu? Dạ. Đi lấy nước. Ở gần danh gia đình đó chị Hằng. Giờ từ đây phải đi tuốt lên trên đó lấy nước hả? Dạ, còn không thì mình ra ở ngoài đây, ngay chỗ cơm tấm gì vậy? Cơm tấm gần đây nè chị. Ừ. Gần cà phê á. Đi lên cái trường học đó rồi kìa. Hay đi lên mấy cái chỗ nhà đó. Còn anh Thành thì nó lên mấy nhà anh xin. Ừ. Gần đây. Có anh Thành kéo nước cho phải không? Dạ không. Vậy hả? Chỉ có hai ngày nay thôi. Vậy ổng đàn ông để Hằng nói ổng kéo nước giùm cho chị Quyền. Kéo nước hay gì hả? Ừ, đi nói kéo nước lấy nước vậy. Nói vậy chứ giờ ảnh kéo không? Ổng kéo không hả? Dạ. Ảnh có người bạn á, bạn ảnh là ngày cho ăn thùng. À, ngày cho ăn thùng. Xài đủ hết rồi chị Hằng. Tắm đi chị. Nè, không mình không tắm mỗi ngày. Trời, như 2-3 ngày mới tắm hả? Dạ. Dạ. Chị không có tắm thường nhưng mà có rửa mình nha. Muốn tắm đó chứ phải nấu nước phải. Dạ đúng. Chứ lạnh dạ, chết. Dạ. Cái này là lấy nước nấu ăn đó ha. Dạ. Lấy nước nấu ăn. Ừ. Lấy cái bình đó chị 5 cái lần. Em nghĩ cái này giờ mình bỏ gạo được rồi. Có cà rốt, có này cái kia đó mình sắc mình bỏ vô mình nấu ăn cũng được vậy. Ủa mình bỏ cà rốt sao chị? Nếu mà mình muốn bỏ mình sắc cà rốt mịn mịn mình bỏ chút vô với gạo cũng ngon lắm. Dạ. Nó ngọt nồi cháo á. Ừ. Chị do gạo sạch cái bỏ vô. Dạ. Còn cái nồi kia cái gì vậy? Ừ, cái nồi đó hả chị? Cá tuna. Dạ. Kho lại ăn hả? Dạ. Có bỏ gì vô kho không? Nước mắm, nước muối gì không? Em kho lại xong bỏ miếng nước mắm thôi à. Chính tay chị hả? Hả? Có nồi dẻ đỏ đó, sạch đó chị. Đó, ngay chỗ rau chén không luôn. Cô hấp dẫn à nghe. Dạ. Mấy đùi gà này là xinh luôn ha. Dạ, sáng tao cho chị. Ừ. Cho hai dĩ. Cho hai dĩ rồi về mình luộc ăn dễ ăn ha. Cái này luộc lên vậy đó là xé ra ăn cũng được. Hay chấm muối tiêu cũng được chị Hoàng. Dạ. Củi thì lên trên hái những củi thôi. Dạ bên đây nè chị, bên kia đường á nhiều. Ba lụm. Ít có ai lượm giống em. Ừ. Nên nó ga hết chị Hằng ơi. Ủa mà không có đưa bếp ga cho Quyền đâu rồi ta? Dạ bên nhà. Bỏ ở bển hả? Dạ. Bên đây cũng có cái rồi nè chị Hằng. Có hả? Dạ có cái cũ dạ. Có cái cũng còn cũ rồi cũng còn mới. Ừ. Xài được hả chị? Xài được. Dạ xài được chị. Cảm ơn chị. Để có gì Hằng vô Hằng đem ga cho. Dạ. Rồi đó cái nhà này ai dựng lên cho chị Quyền vậy? Nhà này hả chị Hằng? À. Hồi đó cũng một người bạn. Cũng dựng lên cũng ấm cúng
Dạ. Dạ. Kéo tối có đóng cửa hả? Dạ đóng cái màn này nè. Đóng cái mền này nè chị Hằng. Đóng cái mền lại thôi. Nhưng mà cái nhà này hồi đầu lần đầu tiên em đi kiếm chỗ rồi em chọn chỗ này. Rồi em cuốc ra đất em ban ra. Cuốc luôn hả? Hay vậy? Nào có lần đầu tiên em chọn làm là đã được. Tự cuốc ra luôn. Hay quá vậy. Vậy đó. Cuốc rồi ban ra rồi nhờ người ta cầm lên tiếp. Dạ. Coi như cũng được, nó cũng kiên cố. Dạ. Chứ giờ chị biểu em đi làm cái liềm đâu biết làm đâu. Thà là mình cầm một giống cái nhà vậy đó, mình ở nó thích hơn làm che cái liều cái kem ha. Dạ. Mà cái liều thì mình chui vô trong đó rồi cái mình ngồi chung không có chút xíu à. Đúng rồi. Con này mình che lên giống như cái nhà vậy mình. Dạ. Thấy nó cũng cao cao hơn chút quá chị Hằng. Cao cao thấy nó thoải mái. Rồi củi nó cháy dữ lắm luôn á nha. Dạ. Củi nó khô mà cháy dữ lắm. Củi khô cháy dữ lắm luôn. Cái lò là tự chế ra hả? Dạ. Mình lượm mấy cái đồn để lên vậy thôi. Dạ. Không? Nồi. Ở đâu có cái nồi đó ai cho vậy? Cái nồi đó em lượm á. Lượm luôn hả? Dạ. Trời. Thì đó em lượm nhiều nồi muối tinh thôi chàng. Nhưng mà em cũng cho. Trời với em cho. Còn không? Còn hả? Dạ còn, em chuẩn bị đi lấy giờ nha. Nước lại trong cái thùng này. Còn em rửa gì sơ sơ, múc nước gì đó. Đúng rồi, mình rửa gì sơ, mình múc gì đó. Dạ, giống như mấy nước lạnh, giống mấy cái thùng này nè, dơ dơ vậy nè. Cho em sụt lén lén, dưới múc lên em rửa. Đúng rồi, xong cái mình lấy nước sạch, mình rửa lại chút xíu, dụ con chảo á. Dạ. Mình rửa vô đó trước, xong mình chán lại nước sạch. Em phá dọc nước á. Đây em chuẩn bị giờ trà cái thùng này nè. Đúng rồi, trà rửa thì sạch luôn hả? Dạ, để em bỏ ra cải theo đồ ăn gì vô á. Đúng rồi đó. Có cái thùng á, em xiết lại á. Cái này gà hả? Dạ. Gà. Thì rồi sáng lãnh hai dĩ á. Tính để dĩ ở trên thành á. Ổng nấu không? Đúng rồi, ổng nấu luôn không? Thì em hỏi thăm ảnh nhà anh cũng có bếp có chảo á, nhiều khi anh bị nhiều khi để tối hay gì nấu nấu. Vậy là mấy bữa là có gọi về Việt Nam rồi. Dạ, mới hôm qua em cũng mới gọi nè chị Hằng. Vậy hả? Vậy là được rồi. Dạ. Thằng cháu khi mà cô Tư là cháu nội của mẹ em á, sắp cưới vợ. Vậy hả? Dạ, mới đây mà nít lớn rồi chị. Mau lớn nè. Dạ. Nít mới đây mà lớn cưới vợ. Còn cháu gái thì có đứa con rồi. Vậy hả? Dạ. Ủa cái hũ gì vậy? Dạ. Cái hũ này hũ gì vậy? Dạ ớt khô. Ớt khô đâu mà hũ dữ vậy? Dạ. Trời ơi, ăn một lần hũ này hả? Cho hả? Người ta cho hả? Dạ không có, em lụm á. Ôi lượm hả? Thôi lắm ăn được. Nói lượm thì không phải người ta dụng ré chị, giống như tôi để trong cái thùng ở nhà người ta bỏ đồ ăn. Rồi xong rồi cái này cái đó cái chỗ mà người ta hay để cho mình tới mình lấy. Chứ không phải dụng trong ré giống cái đó không ăn được nữa đâu. Được. Vậy hả? Dạ. Còn ăn được, còn cay, còn đồ không? Dạ. Nhiều khi người ta để người ta chờ em á. Rồi thấy em người ta kêu. Vậy hả? Kêu vô cho nhiều. Thấy chị mình đi ngang người ta kêu. Dạ. Này thì mấy cái đồ hộp ăn cũng không hết ha. Dạ. Đồ hộp đó chứ mình ăn hoài thì nó cũng ngán. Cho nên em không có đi mua đồ ăn mà giống như ta cho ăn cũng lấy mấy cái đồ hộp đó. Giờ chị Hằng còn đi chơi ở đâu nữa? Còn một mớ đồ cho nó thì hồi chắc cũng đi vòng vòng mình gửi cho người một bọc đồ ăn thôi. Dạ. Còn cũng vài bọc nữa hết rồi. Tại sáng giờ là cho cái khu ngoài với vòng vòng ở bên đó. Dạ. Chị Hằng có đi bên đó chưa? Cho rồi hết rồi. Sáng đậu xe bên đó, ở trên đó nó lấy hết rồi. Dạ. Còn kế nhà của em? Kế em đó, không biết hồi sáng chắc nó có đi qua không? Dạ. Em sau lưng nghe nhà em có một người hai vợ chồng á. Dạ cũng nếu mà chị Hằng có ấy cho. Chút mà không phải người Việt. Mẹ. Dạ người
người Mỹ. Nhà ngay gần cái cầu đó. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Hai chồng hiện giúp cho em cái tiền điện. Ồ vậy hả, giúp cho xài điện. Dạ. Máy xì dây mới á. Ồ vậy đó hả. Vậy chút để đi đắng cho đồ đi. Dạ. Chị bỏ gạo vô đi, cái thịt mình nữa mình luộc nó nhừ quá, nó không ngon đâu. Thịt vậy mình bỏ cơm nguội được không chị? Được, cơm nguội bỏ vô, thay vì mình nấu cháo mà. Cơm nguội cũng được. Gà chín rồi đó chị. Dạ. Này nấu này chắc cho anh Thành ăn tiếp á. Hử? Nấu này chắc cho anh Thành ăn tiếp chứ mình ơi, anh sao ăn hết nồi này. Em ăn mình, em ham ăn lắm, làm cho anh Thành chứ. Ăn từ đây tiếp mời luôn hả? Dạ. Cơm thì Quyền nấu luôn hả? Dạ. Bên đó cũng Quyền cũng nấu riêng chứ tụi em cũng không có nấu, dạ không có nấu chung. Nhưng mà lâu lâu thì cũng kêu qua kêu lại cho lại. Mình cho lại không ít, có cho đồ ăn nấu lắm. À, cho đồ ăn mà lạnh đó chị. À. Có gì cũng chia cho em rồi. Cho em toàn bánh ngọt không à. Bánh ngọt hả? Dạ. Ừ, có leo leo, không có găng sao ăn nè. Dạ. Bánh tét ăn được. Dạ. Nãy em dạ nãy chi cái gì chiên lên chưa dùm cho anh Thành á. Thường sáng rồi đi lượm gì sai còn hả? Dạ em đi sáng, có khi em đi trưa, có khi em đi tối, em đi tùm lum á. Vậy hả? Dạ. Bởi vậy mới như lúc nào mình thấy xiên xiên á đi dạ, còn lúc nào mình nhớ chỗ đó hay cho mình á chị Hằng. Ừ. Chứ mình chạy qua bên đó mình không lại. Về bên đây mấy ngày chứ Quyền? Em về bên này á hả? Ừ. Để em coi coi cũng ba cũng có tuần không, có tuần hả? Không tới như ghé ba đêm đó, không gặp chị. Dạ ba đêm. Dạ. Mới lấy đất đi đâu với anh Thành rồi chứ. Hãy ghé thấy hai người vô nhà chơi nói chuyện gì sửa cái máy gì đây. Để các em đi lụm thôi không có nhà. Tộc có nói cho em nghe bữa chị Hằng ghé kiếm. Dạ. Có hành được không? Dạ em bỏ củ hành. Bỏ củ hành. Dạ. Đúng rồi, chàng nói đúng rồi, giờ nó chín rồi nè. Nó chín rồi. Nếu để nhiều nữa thì nhiều nữa nó không có ngon, nó hết mùi rồi. Dạ. Ngon. Nó teo. Cái này làm miếng muối tiêu chanh ăn ngon. Dạ. Nó teo. Sao không cắt nước dữ vậy? Dạ. Dạ cái giống đó mình đi ở trên phải từ từ xuống mà ban đêm đi không thấy á. Dễ ha, dễ chị. Phải không? Tự dạ. Cái giống này mà xuống mà mình tuột mà không thấy nó đưa mình xuống dưới đó luôn. Sợ đi. Bữa tối anh Thành mém tí á, nhào lộn á. Ủa vậy hả? Dạ, yeah, tại vì nếu mà đi nè tuột. Không sao chị. Ủa pizza hả? Dạ. Trời ơi pizza thu gán chứ rồi. Sắp hết rồi ha. Dạ. Còn cái hổ dưa món đó mình ăn với bánh tét á. Dạ. Nhưng mà ăn dưa món thì mình không cần chiên hết chị Hằng ha. Ừ, ăn với dưa món không cần chiên. Không chiên. Nhưng mà nếu mà chị Quyền để nó lạnh á, mình phải chiên lại cho nó nóng. Dạ. Không cần bỏ dầu nhiều đâu, mình bắt lên, có thể bắt lên cái chảo hay cái nồi gì mình để lửa vậy rồi nó nóng, mình chở bề nó nóng ăn được rồi. Còn nếu mình chiên quá thì nó giòn, nó cứng lắm. Dạ. Không có răng khó ăn.
bắt cái chảo. Nhưng không có cái chảo. Ừ, không có chảo gì hết á hả? Dạ, nó khó. Mình để vô cái nồi này đỡ thì cũng được. Đó, hồi nãy em chiên bằng cái nồi đó đó chị Hằng, mà nó cái nồi đó mỏng quá. Dạ. Mà nó bị sét rồi chị Hằng. Để Hằng vô lấy cái chảo khác coi. Dạ. Cái chảo nhỏ nhỏ để chiên hay để kho gì. Mấy này ly uống nước. Dạ. Đậu. Rau rai. Giờ chị Hằng còn đi xuống dưới cho ở dưới mấy dưới nữa hả? Dạ. Dạ. Khi nào đi chị Hằng nhớ nhắc em lấy cái cục trên cái cổ em ra nha. Cục gì? Cái cục. À dạ. Cục bánh trong cái cổ. Dạ. Bữa hôm mình cũng mình có quên hoài. Ờ quên hoài. Dạ. Ờ bỏ cơm vô chưa xong. Với cái màu gà rồi nó ra nước cũng thấy ngon lắm chị bộ. Dạ. Cái này có chút tiêu, có tiêu không? Dạ không. Ờ à, phải có chút tiêu bỏ vô ha, rồi có chút hành lá, rồi trời lạnh này húp nóng nóng. Như là em cũng xuống mũi cảm cảm. Ờ cảm cảm đúng rồi, ăn vậy cho nó giải cảm. Bỏ miếng tiêu vô. Cái này sáng mình thật lãnh được ăn có đấy nha. Ừ. Yeah. Mày không có găng mà. Nhiều leo sao ăn đây. Nhiều leo sao ăn. Chịu thua. Chị Hằng. Chị Hằng. Chị Hằng. Chị Hằng chọc hoài nha. Dạ. Anh Thành có găng mà. Anh đâu có găng đâu ăn. Ủa anh Thành cũng không có găng luôn. Đúng. Có. Trời ơi, cái bịch này thì hơi bó tay. Thôi cái bịch này bó tay vậy Hằng lấy ra. Dạ. Có găng dạ. Bỏ chuột nó ăn. Dạ. Để Hằng lấy ăn hồi ra ngoài kia mấy người nào có găng cho người ta ăn. Dạ. Ok chị Quyền, thôi vậy thì Hằng ghé chị Quyền rồi đi Hằng đi. Hằng còn dạ. Cho đồ mấy người nữa rồi có gì ngày mai nếu như mà Hằng có ghé ngang á thì Hằng điện chị Quyền trước, nhớ dạ. Coi cái phone cho có pin ha. Dạ. Hằng điện chị Quyền trước, Hằng đem đồ tới cho chị Quyền. Dạ. Ha. Vậy em khỏi lấy mền hả chị, ngày mai lấy luôn hả? Ừ thôi ngày mai lấy dạ. Luôn đi ha. Ngày mai rồi lấy luôn được. Dạ. Ừ. Ok. Rồi giữ gìn sức khỏe tiếp theo ha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ chị ốm nhôm giữ sức khỏe nha. Ừ ốm nhôm ốm yếu lắm mà giờ hả đạp chiếc xe đạp rồi kéo nguyên một cái container vậy hả trời. Dạ. Cứ bữa không? Kéo cái nhỏ thôi. Ờ kéo cái nhỏ thôi hả? Dạ. Chị ốm vậy chứ yếu lắm á. Ốm vậy chứ yếu lắm, ốm vậy chứ mạnh lắm. Ốm vậy chứ mạnh lắm mà chứ phải ốm vậy chứ yếu. Thấy được ốm vậy chứ yếu lắm. Ốm vậy chứ yếu lắm á. Chơi Nguyên chơi là, ô chạy chơi là vậy đi á hả? Dạ. Thường ngày đi đi thì xa cầu là chạy tới đi hả? Dạ. Số đông số đơn luôn. Cái gì vậy? Quá gặp người ta vô duyên à, vô duyên à. Vô duyên kìa anh đi, nó tự nhiên gặp ta, cái chê ta là sao? Chê em hả chị? Chê hỏi anh đi chơi không? Đi chê thôi không? Chê em khen. Mấy em đi lượm, em lượm. Đi lượm cũng chở bằng cái này hả? Dạ, trời ơi, lượm dưới tiền không có chị, đừng có giỡn nha. À. Lượm tiền không á, em lượm chút xíu đâu được 60 không? Vậy hả? Không có gì không có vậy? Sao lượm giỏi vậy? Lượm chút xíu 60 có không như vậy? Không đâu, em lượm hoài sao không thấy 60 đâu hết trơn à. Thiệt á, thấy dạ. Không? Nó chơi chứ lượm cả mấy ngày rồi khi mới có 50-60 không chứ làm gì lượm chút xíu 60. Dạ. Giỡn hoài, phải không? Dạ. Ừ. Em để cứ mấy hai lần đâu mấy tháng nay người ta ăn cắp nữa chị. Ủa vậy hả? Để vậy người ta ăn em cắp dồn, nữa. Em dồn em tính đi ừ. Bán một lần á, ừ. Có tiền thì em gửi cho mẹ em. Ừ. Ủa vậy hả? Thiệt hả? Đi lượm gửi tiền về bển cho mẹ hả? Dạ thì em tính có tiền gửi cho mẹ nhưng mà không ngờ có gửi được đồng nào chưa? Dạ chưa, em hứa mẹ em vậy hả? Dạ em gửi mẹ em 200 tính thì gửi bữa nay nè. Ờ. Nhưng mà em chưa đi bán. Vậy hả? Đi qua khán giả cho đó. Nó chích ra gửi về cho mẹ đi. Thế thì khán giả cho đi à, tặng đi. Không có khán giả cho nữa đó, chích ra, chích ra gửi cho mẹ ăn trăm. Dạ. Ừ. Rồi nè, lại kéo cho lại ở đây lấy quần áo đi chị Quyền. Em nghĩ là dồn cái bọc đi. Nè. Hôm qua chị nói cái chảo mà tại sáng giờ em đi là em về em không có chậu chảo bỏ như đây như có nồi. Sáng giờ em định chở em đi làm em đi theo em luôn. Muốn hết. Ừ. Sao chị chở em đi làm với?
Tại bữa nay là chị đã cần chị Ly với anh Đi. Mai mốt mà cần mấy việc nhẹ chị với chị Ly là thằng chở chị đi đi ha, mở điện thoại phải ghé đi lúc thằng gọi á thì chở đi được á ha. Hay là thường thường thằng gọi là đi liền phải không? Không, ví dụ như đi làm là buổi chiều thằng gọi trước để cho chị Quyền chuẩn bị sẵn. Dạ đúng rồi, vậy đỡ hơn. Cái áo chắc kịch bận đó, rồi. Nãy đang kiếm cái áo không có, mình giác cái áo này vô bận đỡ rồi, mất cỡ quá. Đâu có sao bận cũng được. Bởi vì không phải cái áo này nó... Nó có mấy cái tròn cổ rồi, mình kia đến hàng cổ. Tròn cổ với nón cho em đi. Có nón luôn. Rất nhiều lắm. Áo áo. Má chị ơi, dành hết tình thương cho Quyền rồi. Nó ganh tị rồi đó. Dành hết tình thương cho Quyền rồi, ganh tị nữa rồi đó. Hằng dành hết tình thương cho tất cả mọi người. Người nào Hằng cũng dành tình thương hết. Thấy cái nào mà chị dành cho em còn nhỏ nữa thì qua chị đi. Dạ, dành hết cho mấy anh chị hết, đâu không có dành cho một người. Cái này sữa tắm. Dạ. Sà bông cục. Nhưng mà để coi cái dầu gội hình như là... Có lotion. Lotion, ở đây có chai lotion luôn nè. Như mới thấy. Cái này nhỏ nhỏ không biết cái gì vậy nè. Nhân coi đi chị. Lotion luôn á. Lotion mà chơi sức tay giống vậy không? Hả? Giống như thuốc vậy đó. Nè dầu rồi em đi, nãy kiếm dầu gần chết này, có dầu Phật Linh nè. Hồi nãy cái tay bị suốt. Rồi sao để em kiếm theo áo lạnh đi. Lấy hàng chay, lấy hàng chay. À hả? Chị Hằng chị có dài không? Có dài nè. Lấy áo lạnh. Nè nó dài nè. Nó dài này chắc vừa luôn. Dài dài nữ luôn. Về nữ đó, bỏ cái bọc đó. Con chở vô. Cái áo lạnh sao? Nhà cái về. Nhái rồi đó, nó sắp sửa đi thăm người yêu rồi đó nghe chị Quyền. Quỳnh, Andy á. Ôi Andy, yêu nhiều lắm chị ơi. Nó đi thăm người yêu ở New York rồi đó. Nhưng mà nói không rồi chứ em không thấy người yêu đâu. Cái này thiệt à, sắp sửa đi rồi đó. Đúng không? Andy lên bờ đó. Andy đó. Ta? Chúc mừng Andy đi. Chúc mừng Andy nha. Tết này là coi như ở trên bờ phải không? À, Tết này thì chắc... Nè, quần ấm nè. Dạ. Để tối mặc hả? À, qua Tết đi. Đó. Đây, mấy cái áo len nè. Đó, mùa lạnh tới rồi. Đi ra đường mặc cái áo đầy cổ lên. Đó, mấy cái xay này vừa chị Quyền không? Dạ. Mấy cái này vừa với cái quần nãy nè. Ừ, đó, nguyên bộ đó. Nè, còn cái này là cái áo jacket vừa luôn. Nè. Vừa không chị? Vừa luôn. Nè, lấy thêm bọc đi. Dạ. Mặc luôn hả? Bọc vô kéo này vô, kéo kỳ quá. Dạ. Đúng rồi chị. Rồi, cái thằng kiếm coi chứ. Kiếm cái quần, kiếm quần cho chị á, để thấy chị quần. Quần nó lượm thượm. Cái mền. Nè. Dạ. Ừ, bẩn nó vô vậy đó, nó ấm á. Quần này nè, quần đó gút dây lại, mặc nó tiện nữa. Rồi mà hồi nãy hình như Hằng thấy có cái nồi, cái son ở dưới đây. Ở Hằng hồi sáng giờ không có ghé nhà. Nó nằm bút bên kia rồi chị. Hả? Bên kia thấy phải không? Hồi nãy anh để thấy phải không? Hôm nào mình để đó, chưa lấy ra mà. Chị Quyền tay lấy cái đồ, cái chảo. Mà đâu chảo có son đâu. Chảo cái nồi, rồi nồi chảo được có nấu đâu. Nên dạ. Mới về đây ở đâu có nồi chảo đâu. Ừ. Cái chảo để hơi bốn thằng vô thằng lên vô. Bây giờ hồi nãy là thấy có cái nồi đó, giờ không biết nó nằm ở nơi mô. Không biết nó ở nơi mô. Đây. Cái này dầu gội chưa quên. Hồi nãy có sữa tắm chưa, có dầu gội này dầu gội. Dạ, sữa mà... tắm rồi. Cái đó dầu gội, hồi nãy sữa tắm. Dạ.
mặc áo vô được ha. Dạ. Vừa ha. Lấy đồ ăn, bắt đầu dở. Chị lại thấy em mới nữa. Dạ, đó. Lại là có đồ đẹp khác. Có đồ mới khác. Rồi đấy, còn dở cướp xe lấy mấy cái gì, lấy đồ ăn. Có không anh đi? Có vậy gái không có nồi. Gái không có nồi. Có vậy gái. Có vậy gái hả? Tay đó tám mấy, tám rưỡi. Mở cửa này nếu không vừa mình đi nó rớt. Ừ, sao cái này bự. Bự. Sao mấy người bự đi. Dạ. Ừ, bự. Tại vì dạng này cái kiểu... Hảo, Hảo. Tại sao không ở bên kia được rồi? Bên kia có chuyện gì? Cần cũng hỏi sức khỏe không? Thì bây giờ thích ra riêng thì ở riêng. Dạ, cho nó thoải mái đi. Nếu mình ở chung trại nhà người ta làm chi? Dạ. Mình có nhà mình ở riêng thì cho nó thoải mái. Đâu thì phiền hơn. Đúng rồi, đàn ông, đàn đồ đông, đông đốt thì đàn bà. Đúng rồi, ở gì nó thoải mái. Buồn buồn thì mình ở chung đông cũng như buồn buồn. Không trang gì. Bánh. Cà phê nữa ha. Dạ. Cà phê á. Thích cà phê đó không? Bị gì? Đúng rồi, cà phê hẳn ai cũng thích hết. Cho nên hẳn mua cà phê này lần hả, mua nhiều dữ lắm. Mua cái này là ở Costco mua lần mấy chục gói gì nè, để đi phát. Nó ở Costco nó không cho. À, mua Costco không? Ăn tương ớt ha. Dạ. Tương ớt. Dạ. Rồi, đồ hộp thì khỏi cần rồi. Lấy này không? Cái ăn sữa không? Cá hộp kìa. Không rồi. Cá hộp đâu? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi hồi nãy. Ờ đây còn hai hộp. Cá mồi á. Dạ. Ờ ba hộp. Ăn cá mồi được không? Ăn cá mồi hộp. Ghê vậy? Chạy ghê quá hả? Chị quá, quá gì đó rồi. Quá xa nhiều. Anh đi nha, anh đi theo phụ. Lúc này anh đi rảnh anh đi theo phụ. Đỡ lắm. Chị nào có thì em không làm phụ. Ờ, có khi nào nếu chị Quyền đi ha. Nếu mà anh dạ. Có gì cần á, Hằng kêu chị Quyền đi dạ, theo Hằng dạ. Ha. Dạ. Chứ ở nhà làm gì phải không? Dạ. Ừ. Đó, rồi nếu mà mỗi ngày rảnh chỉ có đi recycle thôi hả? Dạ. Ờ. Chứ cô thì em đi chủ nhật đi ha, tối thứ hai tới. Đi lượm bữa tối hả? Ừ. Giống như em tính là ngày mai đổ rác, thứ hai đổ rác thì chủ nhật mình đi. Ừ. Tại vì còn mình phải lượm trước. Còn ngày thứ hai mình đi lượm cho ngày thứ ba. Ờ vậy hả? Dạ. Thì chị bây giờ ở nhà nấu gì ăn chưa? Dạ chưa, em mới về. Vậy hả? Em vừa về em thay đồ, vừa ngồi nghỉ chị Hằng gọi em á. Ờ. Là có hôm là bữa nay đi lượm hả? Hay chị quay không? Có không? Dạ có. Ok ok, chia đi Quỳnh. Em mới lượm về thôi. Chia đi. Nãy đi làm về chủ nhà người ta còn vịt quay cơm đưa đó. Chia thank đi. Chia. Bây giờ lấy vịt quay ăn. Ôi sướng vậy, giờ về nhà ăn cái đi. Còn cơm không? Ở nhà còn cơm không? Đồ về dĩ nhiên là chị phải đem về nhà thôi. Dạ. Ở nhà có cơm lấy cơm ra ăn liền, còn có ăn vịt không cũng được. Dạ ok. Ừ, hâm nóng là bỏ cháo. Lên cái chảo á. Ăn cái cháo. Ừ, bỏ lên cái chảo xào xào lại. Dạ. Hoặc là chị chế miếng mắm chị kho lại. Ê, để vậy nó rớt. Ô, ăn có bánh mì. Ừ, ăn với bánh mì đúng rồi. Để vậy nó rớt á. Ừ. Rồi. Vậy đạp xe nó rớt, nó chùi lùi ra đây khỏi ha. Để. Rớt không? Không. Để. Ok rồi. Rồi. Rồi bye bye chị Quyền nha. Rồi có gì Hằng gọi. Dạ. Nhờ cái phone cái gì chặt pin rồi đầy đủ ha. Dạ, cái gì Hằng gọi. Ừ. Ok chị. Rồi bye bye. Dạ em báo chị Quyền. Em báo chị Quyền. Khi mình đang làm công việc xong mệt quá trời lên xe lấy xe nó mệt quá giờ các em nghỉ lái đỡ. À hả? Dạ, ok chị. Kêu tên Quyền ra, không kêu chị ra. Dạ, chị Quyền anh đi về. Quyền ơi anh đi về. Ủa cái này giờ sao tắt nó không tắt vậy, nó nên sao trời? Tắt rồi, em tắt rồi, rồi cái tắt cái UVB thôi. Sao nó sáng chân điện hoài nó không? Tại bấm này chứ không bấm cho không sao hết đâu. Tại cái đó giờ giữ bi để chặt phone đó, chứ không bấm đâu. Rồi, không sao đâu. Ờ, ok, kể nó đi. Rồi, đi về. Hết một ngày mệt mỏi. Quỳnh đi làm mấy tiếng xong rồi Quỳnh đi từ thiện với Hằng luôn. Quỳnh đi từ thiện với Hằng nguyên ngày luôn.
quậy vô. Có tài xế lái. Tốt sai kìa. Để lái lo dòm đi. Em... con kỳ cái chạc nó mới vô. Nó vô à? Ừ. Thì chắc nó hết hạn rồi, hết hạn sử dụng pin rồi. Pin 2 năm mà nó bị... Nó chai pin á. Em thay được, bây giờ có cái em thay được cái máy thay, nhưng mà người phải mua pin bao nhiêu tiền? Thay cục pin thì giờ bằng mua cái khác rồi. Có loại trăm mấy cũng xài được. Nếu mà có em biết thay mà, biết thay kiến, thay pin được mà. Vậy hả? Cái phone em biết thay hết á. Nhưng phải có đồ nghề. Có đồ nghề. Kiên nhẫn, mình kiên nhẫn là thay được. Đừng có nóng tính. Kiên nhẫn là thay được. Nóng tính là nó bị hư. Quyên không chịu nghe. Nghĩ mình là cái nút. Bây giờ tay lái lụa rồi. Biết tay lái lụa không? Lái lụa là sao? Nói tay lái lụa là nhuyễn quá rồi. Là lái nó nhuyễn á. Nó vượt bên đây, nó vượt bên kia đó. Là lái nó nhuyễn quá đó. Là kêu bằng tay lái lụa đó. Lái xe. Người đi bộ, người đi bộ. Sắp sai mà. Chết, đi tù và đi 3 năm mấy 4 năm mới về. Ừ. Ai? Em lúc đó nói em đi tù lúc đó đi 4 năm về. Là thấy là hết rồi lên. Luôn. Mất hàng răng rồi kia thấy thua ngủ luôn mà. Giờ say bye bye đi. Bye tất cả. Bye chị. Bye tất cả, bye chị. Ok, bye bye. Rồi bye giờ phải nghe hàm răng ra cho cười rồi với khán giả một cái đã không có súng răng. Làm cái chị luôn. Vừa vô ghe cái sợ. Có như là phải nghe hàm răng ra. Đúng rồi. Rồi để em. Rồi, bye bye.